Vâng, à, mình đã xem từ từ đầu rồi và cũng biết là có anh ảnh Nguyễn ở đây, nhưng mà mình muốn lên để chửi cái thằng Hùng Phạm này một tí thôi. Ở chỗ này, cái thằng này mình biết nó lâu lắm rồi, coi như là từ từ cái ngày mà nó ở diễn đàn của Duy Nguyễn, mà Duy Nguyễn chửi nó như chó ấy, mà nó không hiểu cái gì, hình như đầu óc thằng này hình như nói xin lỗi mọi Dạ, người, tôi chưa bao giờ coi như tình là cảm. chửi bậy cả, thế nhưng mà hôm nay thì cũng phải xin phép chửi bậy, mà cũng 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 xin phép là nó nói bậy nói tục tí. Nhưng mà người ta bảo thế này, đẻ con khôn thì mắt lồn dày dậy, đẻ con dại thì thảm hại cái lồn. Nhưng mà nói đúng ra mà nói cái thằng Hùng Phạm này thì mẹ nói không biết là làm đĩ làm điếm gì mà coi như đẻ nó ra mà nó ngu thế. Mấy tháng này là liếm khắp các diễn đàn mà coi như đi đến đâu cũng bị đuổi như chó. Thậm chí là ở cái diễn đàn của Duy Nguyễn ấy thì có thời nó đã người, Duy Nguyễn nó đã tẩy chay rồi, nó còn thậm chí nó không cho vào nữa. Nhưng mà coi như bây giờ vào các diễn đàn khác có lúc thì nói Cảm ơn anh. ở nhất là ở diễn đàn của Hiếu Ngọc ấy, nhưng mà đúng rồi, hôm nay tôi xác định đây rồi, đúng rồi, đây đây đúng là bố con Hùng Phạm. Nhưng mà có vẻ hình như là không phải đâu, mà thằng Hùng Phạm này nó đẻ ra thằng này không không giống thằng Hùng Phạm tí nào, mà chắc là con này là con rơi con rớt ở đâu ấy. Nhìn chả giống thế nào luôn mẹ đấy, có ảnh ngay đúng không mẹ, nhìn trông này đây đấy, ở trong nhà Hùng Phạm ấy, cho nên nhìn mặt, nhìn mà nói đúng ra mà nói nhìn cái mặt cái thằng Hùng Phạm thì nhìn nó ngu ngu, quả thật là nó ngu ngu cho nên nó lì. Nói chung là cái bọn bọn FF của Việt Nam Cộng Hòa này, đây là mình cũng không vơ đũa cả lắm đấy nhá, nhưng riêng có cái thằng này mình thấy mặt nó ngu ngu, đúng là mặt nó ngu ngu thật. Mà đúng là cái thằng này đúng là Đúng. vật mà nó cứ vào đây coi như để nó la liếm, nó vào nó la liếm, đúng là nhục thật. Mà đi đi đến diễn đàn nào cũng bị chửi, đi đến đâu cũng bị chửi, đi đến đâu cũng bị đuổi, thế mà nó vẫn cứ la liếm, mà không hiểu nó vào nó la liếm cái gì. Hình như là ban nãy mình thấy ở trên diễn đàn nhà Ngọc Nhiên, là Ngọc Nhiên cũng đã cho nó cái miếng băng vệ sinh dùng rồi, nhét vào mồm nó mà nó vẫn chưa câm được. Nghĩ cũng buồn cười, mà không hiểu cái thằng này sao nó lì thế, nó lì còn hơn cả súc vật luôn. Đẹp trai đó gì thì mà nhìn cái loại, mà nói thẳng ra câu nhá, cái loại loại này á, đúng là cũng không nên, không không nên về Việt Nam đâu, mà cho nên chúng nó có dòm về nó thèm thôi, để cho nó ngồi đó nó nghe cho nó ói máu nó chết đi. Mà mọi người lên chửi nữa nó chửi cho nó ói máu nó chết. Chẳng qua là bây giờ nó nhìn Việt Nam nó thèm quá, ngày xưa nó ngu nó nghe nó bỏ nước ra đi, nó đu tà đu càng tụt quần nó bỏ nước ra đi. Nhưng mà đúng ra mà nói gì, theo mình nghĩ ấy, là mẹ cái thằng Hùng Phạm này chắc là làm điếm cho Mỹ, cho nên là bị thần kinh, bây giờ con nó có gen đẻ ra cái thằng này nó cũng thần kinh nốt, nói chính xác ra là nó cũng 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 bị thần kinh nốt, cho nên là bây giờ mà không hiểu sao nó lì đấy, đi đâu cũng bị đuổi mà nó không biết nhục đấy. Ở diễn đàn nào cũng bị đuổi, đi bao nhiêu diễn đàn mà nó phải thấy là tất cả những cái diễn đàn người ta đều coi như là những cái người mà biết nghe hoặc là có cái thái độ tốt thì người ta, những anh em ở trên diễn đàn người ta tỏ ra rất là thân thiện, ví dụ như là anh Cầm hoặc là một số anh cũng là sống ở bên Mỹ đấy, mà các anh ấy được mọi người ở trên các diễn đàn người ta rất là quý mến, hoặc là
mà nhưng mà cái thằng chó ông Phạm này nó đi đến đâu là coi như bị đuổi bị chửi, thế mà nó không vẫn cứ mò vào thì tài thật, đúng là không có một cái gì gọi là bọn này, đúng là nó vô liêm sỉ luôn đấy, nói thật sự không, hình như là cái đầu óc hay đầu đầu trong nó không phải là bã đậu nữa hoặc là đồ ấy, mà nó phải là đầu óc toàn toàn là xít. Đó bây giờ mình nói tục quá mình thấy ngượng mồm, nhưng mà nói thật là trong óc nó toàn là xít. Cho nên là nó mửa ra câu nào là từ óc nó xong rồi xuống mồm nó là thối bây giờ chán mà nó cứ tưởng cái bố Mỹ nó là cái gì, mà lúc nào nó cũng giương cái cờ Mỹ cái lên để coi như là hù ai, hù ai, nói thẳng ra hù ai, mà nó ở tận bên Mỹ kia thì nó có bú rái được mà những người ở Việt Nam nữa, nói thẳng ra mà Trung Mộc mà cẩn thận không là nó về nó là bú rái trộm thì coi như là bẩn rái đấy, nên cẩn thận. Cho nên là cái thằng, cho nên bây giờ nói chung là bây giờ chửi rủa nó thì dùng những cái lời nó nặng nề quá rồi, mà nó cũng vẫn không biết nhục, mà nó lại cứ coi như là vẫn cứ tiếp tục sủa, thì không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi những cái bọn mẹ vong nô này nó là cái gì, đúng không? Còn bạn Thanh Mai bạn bảo cái bọn vong nô này là nó không 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 còn liêm sỉ nữa, lẽ ra nó thấy cái đất nước Việt Nam như thế nào, bây giờ phát triển như thế nào, hoặc ấy nó phải thấy thấy ngượng, nó phải thấy ngượng với cái đời mà cha ông nó coi như đã tàn phá cái đất nước Việt Nam này như thế nào, nó phải thấy ngượng. Nhưng mà nó thấy như thế thì nó ghen ăn tức ở, nói chung là nó thấy người dân trong nước rồi đất nước phát triển tươi đẹp ấy, thì nó ghen ăn tức ở thôi, nó tóm lại là như thế. Cho nên là bây giờ nó cứ sủa 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 mãi, nhưng mà cuối cùng có dụng được cái cọng lông chân nào của cộng sản đâu mà đòi. Ôi giời, một lúc nào đó nói cho Hùng Phạm biết nha, 4.300 năm nữa nó sẽ đến cái lúc đó, chứ còn bây giờ mẹ cái đời đời ép của mày ép F2 thì không không làm dụng được cọng lông chân nào của cộng sản đâu. Cho nên là sủa vừa thôi, còn nên là sống tốt đi, phục vụ coi như cho nước Mỹ đi, phục vụ cho nước Mỹ đi, chứ còn mẹ để mà chờ mà về về được Việt Nam mà để coi như là này nọ với bọn tao thì là không không làm gì được. Còn mày mà về về để về Việt Nam á, riêng tao nha là tao tát cho ù tai, nói để cho mày biết là ngày xưa ấy, bây giờ tao ngồi tao nhiều khi tao nghĩ cũng hơi hơi thấy buồn là ngày xưa nhân đạo với chúng mày quá, chứ lúc đấy á chúng mày đu càng tụt quần, mẹ dương khẩu B-21 nên bắn cho một phát coi như chúng mày tan tan tành xác pháo, bây giờ cũng thấy 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 hơi buồn, hoặc là gặp chúng mày cái là coi như phải xả cho cả một băng AK-47 luôn, thế là coi như bây giờ chúng mày hết sủa, hết 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 có cơ hội để sủa nữa. Đấy, bây giờ chính vì là chúng ta nhân đạo với chúng mày, thế cho nên là bây giờ mày mới có cơ hội để sủa lại thôi đấy, chứ còn mày chờ đấy cộng sản chúng tao 4.300 năm nữa thì mới sụp đổ được, mày cứ yên tâm đi, và chúng mày không làm gì được cái cộng sản Việt Nam này đâu. Còn mày cứ muốn theo con đường của thằng Uyên gì đó, Uyên 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 Nguyễn à, mà mới bị xử bữa trước ấy, Bình Dương, Dạ, thằng ấy Quy Nguyễn anh, Quy Nguyễn. anh không dành tiếng Anh lắm, bởi vì anh không 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 Will. không biết nói tiếng Anh. Ừ, thằng Will 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 mà nó nói đau hết cả mồm. Will. thì rồi cũng cũng đến thế thôi, đấy là may, mà may là trục xuất cho nó về, chứ không nuôi nó thẳng ra cũng nuôi tốn cơm coi như Việt Nam, những cái loại đấy thì Chào anh không trai hồi. không 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 đáng để nuôi làm gì, hoặc Ừ, là cho chào. bỏ tù cũng cũng tốn cơm Việt Nam, nếu như phải chẳng qua là nhà nước Việt Nam theo đường lối nhân đạo thôi, chứ đúng ra bọn đấy tống vào trong tù coi như cứ hàng ngày mỗi bữa cho nó một bát kích, thế là coi như là chúng nó sợ ngay.
chứ còn nó cỡ cái tầm cỡ như 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 cái loại thằng Hùng Phạm với thằng Will Well gì đó, coi như là về Việt Nam làm cái gì được, chả làm cái được cái gì cả. Thế cho nên là thôi sống cho nó tốt đi, khuyên Hùng Phạm một câu là sống cho nó tốt, sống ở bên Mỹ và chết ở bên đó đi, chết luôn ở bên đó đi, về chỗ chật đất Việt Nam chứ làm cái gì mà dáng mà làm nha. Không à, theo như lại Minh nói là bên ấy, đất mua đất để chôn là đắt lắm đấy, đất ở bên ấy là năm 50.000 ấy mới mới được 2 mét vuông để coi như là chôn, mà chôn là không có không không có nấm đâu, không được nhô lên trên khỏi mặt đất đâu. Thế cho nên là cố dáng mà làm đi, chứ không thì coi như là không có chỗ mà chôn, xong rồi người ta quăng ra ra đồng diều tha quạ mổ. Thế cho nên là dáng mà làm mà sống tốt ở bên đó đi, chứ còn không cần chúng mày phải dòm về cái đất nước này để làm gì đâu, mà cứ ẳng mãi 40 mấy năm rồi ẳng coi như vẫn 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 chưa chán. Thế tôi muốn à, và đây à, cũng xin lỗi bạn Hải Nguyễn, là tôi chưa bao giờ chửi bậy chửi tục đâu, mà cũng không thích nói nặng lời, nhưng mà bởi vì cái thằng này tôi thấy Nhưng tại hôm nó lì quá, nay mà hàng mấy tháng nay rồi đi diễn đàn nào cũng thấy nó, mà toàn những cái mà nó sủa coi như không đâu ở đâu, toàn những cái rất là vớ vẩn, mà thấy cái đầu óc nó ảo tưởng, lúc nào cũng đòi muốn lật đổ cộng sản, lật thế nào được, nói thẳng cho một câu là chả bao giờ lật được. Thế cho nên là mà thằng nào cứ mò về coi như đất nước này lập tức là coi như con thích về thì đáp xuống Nội Bài đi, đây cũng sẵn sàng đón tiếp, tuy rằng cũng già hơn mày 4 tuổi 5 tuổi đấy, nhưng mà đón tiếp sòng phẳng, yên tâm đi, cho uống cà phê hoặc là thích đi thì chơi mã tấu dao găm hoặc cái gì đấy cũng được. Còn súng với đạn ở Việt Nam bây giờ là người ta không cho sử dụng, nhưng mà vẫn đủ bản lĩnh để đập chết coi như cái loại thằng Hùng Phạm này, và coi như là đến cha ông nó còn đập chết được nữa, là huống hồ này còn 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 đánh cho đu càng tụt quần, huống hồ này là cái cỡ nó thì bây giờ thì làm cái gì, chả làm cái gì cho cuộc đời này cả. Thôi cho nên mày cứ chết ở bên đó đi Hùng Phạm ạ. Đấy, cho nên xin lỗi bạn Hải Phạm nhé. Cũng lên chửi mấy câu để cho xả, chứ từ nãy giờ tức ấy, ngồi dưới thấy nó sủa nó chửi mọi người tức ấy. Cho nên Dạ rồi. lên nói mấy câu thôi. Còn chào mọi người để cho các bạn khác lên, mỗi người chửi Dạ rồi. ở đây diễn đàn thì có mấy chục người mà coi như ai cũng chửi nó hết, Dạ, mà anh Đường Ngọc. nó không thấy nhục nhã. Anh Rồi, Đường Ngọc. chào mọi người nhá. Chú Hải nói chút xíu. Dạ rồi. Dạ, chú cứ nói chú. À thì anh Hải cứ nói đi, tôi ngồi ngồi nghe một tí.